Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người. Em điều chỉnh cho cái máy vi tính nó nói lên tí đã. Vâng, thưa với các bác, các anh, các bạn, thưa với mọi người là hôm nay em đăng tải một bộ karaoke em vừa mới mua được lại của một nhà dùng. Vâng, của một nhà dùng. Với lý do là chán. Vâng, gồm có một chiếc Omnicani Pro 720 và một cặp loa Nanomax, hàng Nanomax thì bác biết rồi. Nó cũng là hàng ngũ loa cỏ nhưng mà nó là loa chất lượng, loa đắt tiền. Vâng, nếu nói đến hàng ngũ loa Nanomax, các bác, các anh, các bạn search trên Google thì đều biết là nó là hàng loa đắt tiền. Vâng, như cặp này thì bây giờ nó, nếu mới của nó thì vào tầm độ 4 triệu hoặc 4 triệu 2 gì đó. Thế thôi, quay đầu thôi. Và một chiếc Omni và một chiếc đầu 6 số có điều khiển. Tất cả một bộ hát karaoke người ta cũng là một bác cựu chiến binh, bác ấy hay hát những cái bài nhạc đỏ của tiền tiến. Đây em ơi, bây giờ thì chủ yếu là hát mạng nhiều nhưng mà có cái đầu này thì bác ấy cũng đưa luôn. Em cũng mua lại luôn về, em mới lau qua qua. Đây, đằng sau đít loa em chưa nào, đăng tải bán luôn, được lãi đồng nào là ai đắt hàng cho được là ok luôn. Vâng, thưa ấy, mọi người là một cặp loa còn nguyên zin 100%, loa loa mà các bác biết rồi. Gân cao su hát karaoke rất mềm, hai tép tung còn nguyên zin 100%, chưa hề tháo, em lau qua bụi. Tức là nhà người ta này em tháo rỡ xuống từ thế chứ không phải là đi gom mua nhặt nhạnh ở đâu. Và một chiếc Omni Calipro tem dán các bác nhé, 7200. Quắc cùng còn lên trên đây. Đấy. Đây em đang cho chạy bằng đầu đĩa đây các bác nhé. Đấy, em đang cho chạy bằng đầu đĩa đấy. Cái đầu ở đầu 6 số cả điều khiển luôn. Đây, đây em cho đĩa ra xem nào. Đây em tua bài này. À, khiển tháo pin hết pin này. Pin biển thế nào, ôi giời. Bác ấy vừa xong điều khiển tốt đấy. Đấy, khiển rồi. Ăn rồi, chọn lại bài 05. Đang play để cho đọc. Con này 6 số chọn bài bình thường các bác nhé. Play đây à. Đây rồi. Đấy, điều khiển đầy đủ luôn. Lái bị mát đi. Rất hay nhé. Tiếng một đầu đĩa phải nói rất là hay đấy. Đây volume. Đấy, cho volume nhỏ đi này. Em đang điều chỉnh bằng khiển đấy các bác nhé. Đấy. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ, cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ chắc... Vâng, thưa với các bác, các anh, là tất cả một bộ hát nhà người ta còn zin nguyên. Đây em đang cho chạy đầu đĩa và đằng sau em cắm hai cổng, một cổng là nhạc của vi tính, đây cái nút chuyển AB đây. Đấy, vâng, thế là cho nó lên. Đấy, đây là đánh nhạc vi tính này. Đây em đang đây là nhạc của vi tính nhé, đây nó có nút chuyển đổi AB đấy, cắm vào đằng sau là AB. Đằng sau là nút AB các bác nhé, các bác dùng âm đi nhiều thì các bác biết rồi, còn đây là chuyển cho chạy sang đầu đĩa này. Em cho nhỏ để em nói, để các bác nghe thấy ạ. Cùng ngoài ô có người mơ. Hôm nào tôi đi. Đây em cắm AB này, em nói luôn. Đây này em cắm cổng A, cổng B đấy. Đây cái cổng này là cái cổng này là cổng của đầu đĩa này.
Đây cổng A này, còn cổng B này em cắm máy vi tính này. Này em phải chuyển đổi cái nút đằng trước. Đặc biệt bộ này thưa ấy, mọi người, thưa các bác anh nhé, này em không phải dầu mỡ gì hết. Vì nhà người ta đang dùng bình thường, đầu đĩa khiển khung người ta đưa luôn, đến cái đầu đĩa này em còn chưa lau bụi đâu. Đấy, bụi còn nguyên đây này, đầu đĩa này em chưa lau bụi, đến cái khiển còn bụi em chưa lau đâu. Lấy cái chổi nông quét qua đây tí thôi. Cái chân bị mặt đít pin đây. Vừa mới tháo ra dây cái đít pin làm rơi đấy. Vâng, thưa ấy, mọi người như vậy. Đây đường karaoke, sau đây em xin test qua cái đường karaoke để gửi gắm đến mọi người. Ngồi gần mic cho nên em phải cho nó nhỏ nhỏ đây tí. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 112, kính thưa quý vị đại biểu. Alo, 1 2 3 4. Alo, rất là ngon lành luôn. Vì nhà người ta đang dùng, có điều em làm video thì em phải test. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo, alo. Chiếc âm ly này thưa mọi người là chiếc âm ly này còn mới cứng, mới luôn nhé, vỏ vỉ này, các bác nhìn này. Người ta để người ta giữ như của cái này của bác cựu chiến binh, bác ấy cũng có tuổi rồi, bác ấy hay hát những cái bài nhạc tiền tiến, bác vẫn giữ cái đầu này. Vâng, đầy đủ như vậy. Em xin gửi gắm đến mọi người, làm video gửi gắm đến cặp loa Nano Max Bass 25, mỗi bên Bass 25 các bác nhé. Loa là loa chuẩn đấy, loa là hàng ngũ loa chuẩn đấy. Hát karaoke gia đình là ngọt ngào, bởi vì không phải là loa nào cũng như loa nào đâu các bác nhé. Hàng Nano Max luôn luôn đắt tiền hơn. Hàng Nano Max vâng, luôn luôn đắt tiền hơn, và Panamax, Nano Max và Panamax là đắt thì tiền hơn. Đấy, vì là cái thùng gỗ thì mình không nói, nhưng hàng chất lượng loa của nó là hoàn toàn là loa, loa nó chất lượng cao đấy. Em xin giới thiệu đầy đủ như vậy. Ai có nhu cầu thì đắt hàng được thì đắt. Còn nội dung em xin trình bày, vì em là người sửa chữa, em cũng là người chuyên quấn loa thay côn thay gân của tất cả các loại màng. Hát karaoke thì nói thật với các bác là màng cao su thì bao giờ nó mềm hơn, nó dẻo tiếng hơn. Đấy, cái này hai các bác cứ dùng vào cái bộ này, viết lại thêm có tiền điều kiện thêm cái cục trầm của Trung Quốc, cái tiếng là ok rồi. Gia đình em xin báo giá luôn đến với mọi người, cặp bộ karaoke này em tháo rỡ về không phải chỉnh sửa một cái gì, nguyên si còn sống trọn vẹn từng lút một, không phải dầu mỡ gì. Vì bác ta dùng, bác ta còn phải chùm bằng trong cái kệ của người ta, là người ta còn rất là giữ gìn, máy khiển khung còn nguyên si. Đấy, chả biết là mua lâu hay mua nhanh, nhưng mà đấy, đầy đủ. Đây là cái mặt e căng của nó đây. Bên này này em để nguyên e căng các bác nhé. Đấy, bên này này em để nguyên e căng, nhưng bên này này em tháo e căng của nó đây các bác nhé. Hai bên là hai cái ốp nhựa như thế này. Em chưa lau bụi này, các bác nhìn bụi vẫn còn đây này. Đấy, và cái e căng ở giữa của nó đây. Đấy, vang như thế này đây. Đấy, ốp 3 miếng như nhau. Đấy, trên kia còn một miếng nữa. Em tháo ra một chiếc để quay làm video để gửi đến các bác. Còn hai chiếc là úp e căng vào là nó như nhau luôn. Đây là e căng của nó và hai miếng hai bên các bác nhé. Tất cả còn nguyên vẹn. Vâng, bộ này thưa với các bác câu là em mua được là gồm có một cặp loa và một chiếc âm ly này và một chiếc đầu đĩa này. Này, em mua được của bác ta là đúng 2.500.000. Em mua 2.500.000. Bỏ vốn ra và đi công tháo rỡ trở về đến đây hát karaoke ngon lành cành đào. Và em cũng xin báo giá em bán luôn tất cả bộ là em cộng thêm 300.000, là 2.800.000. 2.800.000, trong đó có một cặp loa và một âm ly và một đầu 6 số nhá. 6 số chọn bài karaoke đấy. Vâng, các bác nào lấy đầu thì lấy, không lấy thì không quan trọng. Vâng, nếu không lấy đầu thì em trừ đi 100.000, là 2.700.000. Còn lấy đầu, cái đầu này em tính có 100.000 thôi. 2.800.000 là tại cửa hàng không bao ship. Và hát karaoke gia đình cũng xin thưa với mọi người luôn, chất âm thì cũng nói đầy đủ rồi. Đây là chuyển sang chạy đĩa này bác này. Đấy, đây là em chạy vi tính này. Còn đây là chạy đĩa này. Đấy, vâng. Đấy, chuyển đổi tiếng âm thanh trầm bổng này, 3D đấy. Rất hay đấy nhá. Đấy, còn đây là chạy kia à. Alo, vâng. Chất âm rất tốt đấy các bác nhé. Quá hay đấy, chất âm quá hay. Phải nói là cái loa là nó mà cũng rất là ưng ý. Vâng, em cũng chẳng có gì nhiều, xin trình bày lại bốn món này. Này, em mua 2.500.000 này, em bán 2.800.000 các bác nhé, tại cửa hàng không bao ship. Không mà cả không bao ship. Các bác nào lấy đầu thì lấy, không lấy đầu thì em trừ đi 100. Vâng, cũng nói rõ luôn, em trừ đi 100. Đấy, còn loa, tuyến loa còn zin nguyên 100%, chưa hề thay tháo chỉnh sửa gì cả.
loa còn nguyên bụi luôn. Em đưa về là chơi, em quay qua cái phía sau để gửi đến cho mọi người. Đây các cái lỗ hộc của nó, tem dán của nó còn nguyên si đây. Vâng, đấy, đây tem của nó còn nguyên si, cầu loa trước đây. Lỗ thông hơi thì em còn bụi nguyên, em không lau chùi gì, chưa lau chùi gì. Em đăng tải lên đây gửi gắm đến với tất cả các bác, các anh, các bạn, ai là những người xem video trên kênh Đinh Quân Audio vừa chân bộ karaoke này. Và nguyên cả bộ 4 món, một âm ni, một đầu và một cặp loa này là em mua 2 triệu rưỡi, em bán 2 triệu 8 tại cửa hàng, không mặc cả, không bao ship. Bác nào không lấy đầu thì là em trừ đi 100, còn 2 triệu 7. Vâng, em xin gửi gắm đến với các bác, các anh như vậy. Cũng nói thẳng luôn là nếu mà em bán 2 triệu 8 tại cửa hàng, tiền cước các bác chịu thì em đã mất 100.000 tiền thùng xốp rồi. Tức nói thật em chỉ ăn ra được 200. Đấy mà mặc cả nó thì em không có công. 100.000 thùng xốp đóng gói rồi. Cũng xin giới thiệu đầy đủ như vậy. Đấy là em xin trình bày thêm ở đây một chút với các bác anh, gửi gắm đến mọi người như vậy. Chứ 300 kia ăn lời, 300 kia em không ăn chọn được cả 300. Vâng, em xin gửi gắm đến một chất âm rất tốt các bác nhé. Loa tuyệt đối, tuyến loa còn zin nguyên 100%, chưa hề sửa chữa, chưa hề chọc chạch về em, chưa bụi em còn chưa lau hết. Vâng, ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982482610 hoặc 0947631743. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác anh ai khu vực Hà Nội để sử dụng vào những cái việc phòng vừa gia đình nhỏ nhỏ ấy, hoặc học sinh sinh viên, hoặc các bác anh ở xa, một bộ như thế này là hát karaoke ngon lành rồi. Bởi vì cái đầu đĩa này nó có một cái rất hay nè. Có những nơi nếu mà các bạn nào chưa có mạng, nếu ai mua một cái đầu đĩa không thì phải là 300. Nếu cái đầu đĩa không mà ai mua một cái đầu đĩa không thì phải là 300.000. Bởi vì cái mắt của nó bây giờ đã 150 rồi. Có điều em mua được cả bộ thế này thì em giải quyết cả bộ luôn. Ai mua một đầu đĩa là 300. Còn ai mua cả bộ thì em tính đầu đĩa có 100. Đấy, cũng nói đầy đủ là như vậy luôn. Vâng, gửi gắm đến với các bác anh như vậy. Ai có những người có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại trên, em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Bộ karaoke này em bao zin bao nguyên 100%. Vâng, âm ni 500W. Âm ni là 500W các bác nhé. Thổi rất căng, rất chuẩn luôn. Chất âm thì không chê đâu. Lâu rồi, hơn 20 tuổi đời, ngược về dị vãng một đêm trắng tâm tư. Vâng, thời lượng video cũng có hạn, em làm video gửi gắm lên đây, gửi gắm đến với các bác, các anh, các bạn, đến mọi người. Ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại trên 0982482610 hoặc 0947631743. Em xin gửi gắm đến với tất cả các bác. Cảm ơn các bác, các anh cũng đã nhiệt tình trong thời gian qua ủng hộ và tin tưởng em. Em xin kính chúc mọi người sức khỏe. Vâng, em chào mọi người.